Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Ozapex do Pharmazen sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Ozapec cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Ozapec có thành phần là Olanzapine 5mg, được bào chế dưới dạng viên nén. Công dụng và chỉ định của Ozapec, Olanzapine dược chỉ định để điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Olanzapine có hiệu quả trong việc duy trì tình trạng cải thiện lâm sàng khi tiếp tục điều trị ở những bệnh nhân đã có đáp ứng với điều trị lần đầu. Olanzapin được chỉ định để điều trị cơn hưng cảm ở mức độ trung bình đến nặng. Ở bệnh nhân có cơn hưng cảm đã đáp ứng với olanzapin, olanzapin được chỉ định để phòng ngừa tái phát ở bệnh nhân rối loạn lưỡng cực. Thuốc Ozapec được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng theo chỉ định của bác sĩ. Các chống chỉ định khi sử dụng Ozapec, các bệnh nhân đã biết có quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Các bệnh nhân đã biết có nguy cơ mắc bệnh glaucoma góc hẹp một số lưu ý và thận trọng khi dùng olanzapine tỏ ra có tỷ lệ thấp về hoạt tính kháng trợ linergi trong các nghiên cứu lâm sàng nên thận trọng khi kê đơn trên các bệnh nhân có phì đại tiền liệt tuyến hoặc bán tắc hồi tràng và các trường hợp liên quan vì kinh nghiệm lâm sàng khi điều trị olanzapine bị giới hạn trên các bệnh nhân có bệnh đi kèm sự tăng men gan an AST thoáng qua không có triệu chứng lâm sàng thỉnh thoảng được nhận thấy đặc biệt trong giai đoạn đầu điều trị nên dùng thận trọng trên bệnh nhân có tăng men gan AST và hoặc an trên các bệnh nhân có triệu chứng giảm chức năng gan. Bệnh nhân đã sẵn có bệnh đi kèm có sự giới hạn dự trữ chức năng gan và trên bệnh nhân được điều trị bằng thuốc có khả năng gây độc gan. Khi có tăng men gan AST hoặc an trong lúc điều trị thì cần theo dõi sát và giảm liều nếu cần. Cũng như các thuốc an thần khác, thận trọng khi dùng cho bệnh nhân có giảm bạch cầu và hoặc bạch cầu đa nhân vì bất kỳ lý do gì, bệnh nhân có bệnh sử độc tủy hoặc suy tủy do thuốc, bệnh nhân bị ức chế tủy xương do bệnh lý đi kèm xạ trị hoặc hóa trị và trên bệnh nhân có tăng bạch cầu đa nhân ái toan hoặc có bệnh lý tăng sinh tủy xương. Có 32 bệnh nhân này bị giảm bạch cầu đa nhân trung tính do dùng clozapine hoặc có bệnh sử mất hạt bạch cầu hạt do dùng olanzapine mà không gây giảm lượng bạch cầu đa nhân trung tính so với mức bình thường. NMS là phức hợp các triệu chứng có nguy cơ tử vong, đã được báo cáo có liên quan tới các thuốc chống loạn tâm thần khác. Trong các nghiên cứu lâm sàng không có trường hợp NMS nào được báo cáo trên bệnh nhân được điều trị bằng olanzapine. NMS thường đi kèm với triệu chứng sốt, co cứng cơ, thay đổi trạng thái tinh thần, các bằng chứng về bất an một cách vô ý thức, mạch hoặc huyết áp bất thường, nhịp nhanh, toát mồ hôi và rối loạn nhịp tim. Các dấu hiệu khác có thể bao gồm tăng creatine phosphokinase, chứng myoglobin niệu, chứng cơ niệu kịch phát và suy thận cấp, hoặc bị sốt cao không thể giải thích được và không có triệu chứng lâm sàng nào của NMS. Tất cả thuốc an thần, bao gồm olanzapine, cần phải ngưng thuốc ngay. Olanzapine nên được dùng thận trọng trên các bệnh nhân có bệnh sử động kinh hoặc có các tình trạng liên quan đến co giật. Một số tác dụng phụ mà người bệnh có thể gặp phải khi sử dụng Ozapec, thường gặp, buồn ngủ và tăng cân là tác dụng phụ duy nhất thường gặp khi dùng ozapin Tăng cân có liên quan tới chỉ số cơ thể, BMI, trước điều trị và liều khởi đầu là 15mg trên ngày hoặc cao hơn. Ít gặp, chóng mặt, tăng thèm ăn, phù ngoại biên, hạ huyết áp tư thế và tác động kháng trợ Linergy thoáng qua. Mức độ nhẹ bao gồm bón khô miệng là các tác dụng phụ ít gặp khi dùng olanzapine. Tăng men gan AST, an không triệu chứng, thoáng qua cũng ít gặp, đặc biệt trong giai đoạn đầu của điều trị. Mặc dù có nghiên cứu khác nhau về olanzapine trong điều trị bệnh nhân có tỷ lệ mắc bệnh Parkinson thấp hơn, akathisia và rối loạn trương lực cơ so với liều được chuẩn hóa theo haloperidol, khi không có thông tin chi tiết về tiền sử bệnh rối loạn vận động ngoại tháp cấp tính và mạn tính trên từng bệnh nhân thì không thể kết luận rằng olanzapine ít gây loạn động nhịp chậm và hoặc các hội chứng ngoại tháp khác. Hiếm gặp, hiếm gặp cũng có triệu chứng nhạy cảm ánh sáng đã được báo cáo. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Ozapec, đồng thời biết cách sử dụng Ozapec sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham